bí ẩn hòn đảo dấu vân tay khổng lồ giữa lòng đại dương. Đảo Banjenak nằm trên biển Adriatic. Croatia là một hòn đảo nhỏ bé, được tô điểm bởi hàng loạt bức tường đá khiến nó giống như một dấu vân tay khổng lồ. Hòn đảo Banjenak hình bầu dục, được bao phủ bởi một hệ thống tường đá nối dài 23 km. Ban đầu chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đó là một mê cung được xây dựng vào thời cổ đại, nhưng thực tế các bức tường cao đến thắt lưng này được những người nông dân thiết kế để giúp cho hoạt động canh tác trong nông nghiệp trở nên dễ dàng hơn. Địa hình đá và gió mạnh không lý tưởng cho việc trồng cây, vì vậy cư dân của hòn đảo Caprize gần đó đã xây những bức tường đá này để ngăn cách, đánh dấu ranh giới giữa các mảnh đất liền kề nhau và bảo vệ chúng. Kể từ khi những bức ảnh chụp từ trên cao nhìn xuống đảo Banjenak bắt đầu lan truyền trên Internet, hòn đảo dấu vân tay đã bất ngờ nổi tiếng với tốc độ nhanh chóng mặt và bắt đầu có sự ghé thăm của đông đảo khách du lịch. Mặc dù người dân ở đây vẫn chào đón du khách đến ghé thăm, nhưng đa số họ vẫn tỏ ra lo lắng về việc các bức tường sẽ bị phá hủy bởi những khách du lịch vô ý thức. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới và tin tức cập nhật mỗi ngày từ Neo TV nhé.